xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì hiện tại thời tiết Đà Lạt đang trở nên cực kỳ lạnh luôn á. Và Gà quyết định là Gà đang cực kỳ ngẫu hứng để có thể làm một video mix match đồ mùa đông. Và những sản phẩm mà xuất hiện trong video ngày hôm nay thì Gà sẽ để link làm thế nào để mua ở dưới nha. Tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay đều được tài trợ bởi Dabu Shop. Sẽ để link ở dưới description box. Nếu các bạn muốn tham khảo thì click vào link ha. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video mix match ngày hôm nay luôn đi. Tin tin. Ok, thì cái outfit mà Gà cảm thấy là thích hợp với Gà trong bất kỳ mùa đông nào đó chính là một chiếc quần chất liệu da lộn, hơi ấm ấm một xíu. Ở trên là một áo len cổ lọ màu đen. Và sau đó thì là hằng hà xa số những cái áo trend coat như thế này. Thì những cái áo này á, Gà cảm thấy là ở ngoài Bắc thì tương đối là nhiều. Tại vì thời tiết ở ngoài đó thì cũng rất là lạnh đúng không? Tuy nhiên là nếu mà ở những cái vùng ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ hơi khó kiếm những cái áo này một tí. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn kiếm áo này làm gì? Thì đây là một chiếc trend coat màu Gà rất là thích. Màu của nó là màu xanh navy. Và khi mặc lên thì khiến mình có một cảm giác là mình quý sực tộc hơn hẳn đúng không? Như các bạn có thể thấy thì chi tiết ở trên áo cực kỳ đẹp ý. Ở trên cổ tay thì nó có một cái dây để mình có thể rút ra rút vô. Nhìn cũng rất là kiểu thám tử, mấy cái kiểu mà thám tử Anh hồi xưa hay mặc á. Và ngoài ra thì áo có hai cái túi. Mà Gà thì cực kỳ thích những cái áo có túi. Gà có thể để bao nhiêu đồ cũng được. Nói chung đây sẽ luôn là best option cho Gà trong mùa đông lần này. Và ngoài cái sắc màu xanh navy lúc nãy á, thì Gà cũng rất là thích những cái sắc như thế này. Đây các bạn biết gọi là màu gì không? Đây người ta gọi là màu camel. Là màu camel là màu gì ta? Màu lạc đà hả? Oh my god, không biết. Nói chung là đây là một cái sắc mà Gà cảm thấy cực kỳ thích hợp với những con người như Gà. Những con người mà nhẹ nhàng, tình cảm, đáng yêu, thanh lịch. Thì đây, mặc hồ phát là kiểu tôn lên cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính đúng không? Thì những cái sắc như thế này nè, nó sẽ cực kỳ thích hợp nếu mà bạn muốn đi những cái gì đó mà nhìn nó, các bạn muốn mềm mại hơn một chút xíu á, thì các bạn nên tìm đến những chiếc áo mà nó có cái màu camel như thế này. Còn nếu mà các bạn muốn tạo vẻ ngoài nhìn nó mạnh mẽ hơn chút xíu thì hãy chọn những cái sắc, ví dụ như sắc navy lúc nãy nha. Và ngoài những cái áo dạ dài trend coat như lúc nãy thì đương nhiên là Gà cũng rất là thích mặc thêm áo len đúng không? Tại vì ban ngày á, nói chung là không phải lúc nào mình ra đường mình cũng khoác một cái áo khoác nhìn nó khá nặng nề. Thì các bạn có thể tìm đến những cái lựa chọn như những cái áo len như thế này. Đấy, những cái áo len mà chất liệu của nó hơi mềm một xíu, mặc vào thì có cảm giác comfy, thoải mái. Và ngoài ra thì cổ của nó cũng cao một chút xíu nữa để cho mình có thể giữ ấm toàn diện. Ok, và ngoài những cái sắc camel như thế này thì để tạo cảm giác mà ấm áp hơn á, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc áo mà màu như thế này, này. Cái màu này người ta gọi là màu lông chuột. Nhìn thì có vẻ nó cũng tà tà bình thường á, tuy nhiên được một cái là cái màu này lúc mà mặc lên thì cảm giác rất là ấm á. Nên Gà cũng rất là thích tìm đến những cái màu sắc mà nó lông chuột như thế này trong những ngày lạnh lẽo. Thì nếu mà các bạn cảm thấy chiếc mặc như vậy á, nó quá rất là nhạt nhẽo á, thì các bạn hãy trồng thêm một cái áo khoác nhẹ ở ngoài. Ví dụ như là cái này nè. Cái này không phải là một cái áo khoác quá dày, tuy nhiên là nó kiểu thuộc cái dạng gì hết, áo khoác kaki mỏng á. Và Gà nghĩ là nếu mà khi các bạn đã layer nhiều lớp, có áo len cổ lọ ở trong, rồi một chiếc áo len lông chuột ở ngoài, thêm một cái áo này nữa là Gà cảm thấy là cũng đủ ấm rồi. Gà cảm thấy y chang Gà đang livestream biến đồ luôn. Không biết đây có phải là một video mix match không. Đó, trông là như vậy nè. Rồi mình buộc một cái nơ tích tắc ở đây. Xem thử nha, thôi mình khỏi buộc nơ đi, mình buộc một cái gì đó khác ngoài cái nơ đi. Nơ nó quá hồi xưa rồi. Bây giờ mình buộc một cái hình, một cái cục đi. Đó, thì những cái chân váy như vậy á, Gà cảm thấy là cực kỳ thích hợp cho mùa. Đây là chất liệu gì ta? Đây là chất liệu thuộc dạng giống như là một cái loại giả ép vậy á. Gà thấy là kiểu nó rất là mịn. Tuy nhiên là nó nè, như các bạn có thể thấy nè, là nó cực kỳ thoải mái luôn á. Và mặc vô là cảm thấy cực kỳ xinh nữa. Nói chung là Gà rất là hợp với việc mặc mấy cái áo như thế này. Và rõ ràng là outfit của mình còn rất là trống đúng không? Vậy nên Gà sẽ đập thêm một cái gì đó vô. Ví dụ như là những chiếc cardigan. Nói chung là trong tủ đồ của Gà sẽ không bao giờ thiếu những cái chiếc cardigan như thế này. Tại vì tối nào càng ngủ Gà cũng mặc cardigan hết. Cho cái outfit ngày hôm nay thì Gà nghĩ là sẽ chọn cái cardigan màu này. Màu nó hơi rêu một chút xíu á.
thì nói sao ta, kiểu Kha cảm thấy là đồ mùa đông á, nó luôn luôn là về cái vấn đề của nó là vấn đề về layer á, có nghĩa là mình có thể layer bao nhiêu cũng được. Nói chung là Kha thích thời tiết lạnh hơn thời tiết nóng rất là nhiều. Kha đang kiểu literally là tự quay bản thân á, nên nhìn Kha đúng kiểu đang livestream bán đồ đó, dễ thương mà đúng không, cực kỳ cute luôn. À, nói chung là Kha cảm thấy đây là một cái outfit kiểu nó mang cái cảm giác là nó rất là kiểu cozy á. Lúc nào Kha kết hợp hai cái màu này nè, màu xanh này với cái màu nâu này, Kha cũng thấy trời ơi nó thực sự là một cái combo cực kỳ đỉnh cao. Và đây là sẽ là sự lựa chọn của Kha trong những cái ngày mà Kha cảm thấy là muốn nhẹ nhàng hơn một chút xíu á. Tại vì đôi khi mà việc mình mặc những cái áo khoác mà nó dày quá á, thì nó cũng làm cho mình có cảm giác hơi nặng nề. Vì vậy mình mặc một cái áo á, len cổ lọ mỏng nè, xong mình khoác thêm một cái áo mỏng nè là ok, với lại trời thu rồi đúng không? Nhớ là mình phải bẻ cái cổ áo xuống nha, thì nhìn nó mới ok. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ đổi từ váy dài sang váy ngắn. Thì trong váy ngắn Kha cũng thích lựa những cái màu như vậy nè, những cái màu mà nó hồng hồng đất đất, nói chung là nó phải có chất, có cái màu mà kiểu màu đó gọi là cái màu gì, màu gì ta, cái gì mà người ta vẫn thường hay kêu nude với lại là dust. Đúng rồi, nói chung là nó vẫn phải có một tí dust ở trong này. Ok, và các bạn biết làm thế nào để mình có thể có một tấm hình Instagram nhiều like không? Thật ra thì Kha cũng không biết, tại vì hình trên Instagram Kha thì không nhiều like. Nhưng mà Kha thấy là người ta hay mặc đồ theo phong cách monogram á, vậy nên Kha sẽ phối một chiếc crop top kiểu pullover jacket cũng màu hồng ở trên. À, các bạn đừng lo là nếu mà mình cảm thấy bị lạnh nha, tại vì cái áo len này để làm gì đúng không? Cái áo len này để giữ cho mình đỡ lạnh đó. Với lại là lúc mà mình mặc mấy cái áo mà kiểu pullover này mà mình nhét thêm cái áo len ở trong thì nhìn mình cũng sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều, không biết nữa. Ok, phép đúng không? Mặc cái set như vậy nhìn vừa có cảm giác là mình rất là năng động nè, ngoài ra thì cũng ấm áp nè, và nhìn cũng kiểu trẻ trung cute sạch sẽ nữa, nói chung là rất là thích. Nếu mà các bạn cảm thấy là mặc vậy không đủ ấm thì các bạn hãy mặc thêm cardigan nhé. Và cardigan mà Kha chọn cho set đồ này thì Kha sẽ chọn chiếc cardigan màu xám. Tại sao ư? Tại vì màu xám với màu hồng thì đây là combo không bao giờ lỗi mốt. Nói vậy nè. Xin. Cảm giác rất là comfy luôn, ấm cực. Và một lựa chọn khác ngoài quần thì chúng ta lại có chân váy. Thật sự luôn á, Kha cảm thấy là cái câu chuyện mà phối đồ thu đông của Kha nó là một mớ. Nhưng mà cái chân váy này dễ thương nè. Bây giờ Kha sẽ đổi phần top một tí để hợp với cái chân váy ha. Kha vừa mới phát hiện ra một điều là các bạn biết gì không? Có nghĩa là màu vàng, nếu mà các bạn phối với màu trắng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn là lúc các bạn phối nó với màu đen. tại vì khi mà Kha mặc cái này, cái chân váy này, thì Kha cảm thấy là lúc nãy mặc với cái áo màu đen á nó không ổn lắm. Tuy nhiên là sau khi mà đổi sang một cái áo len rất là cozy, rất là kiểu thùng thình, len mịn cực, nói chung là len rất mịn, các bạn sẽ không phải lo về vấn đề ngứa đâu. Tại vì cái người của Kha là cái người nhạy cảm nhất rồi á, nếu mà Kha mặc được thì các bạn chắc mặc được. Nó lại nghe như livestream bán hàng. Nhớ nịnh nè. Nó ok đúng không? Nói chung là set này chắc chắn có thể thích hợp để chúng ta mặc đi casino nè, mặc đi chơi, đi ăn, đi học, đi ngủ. Có thể đây là set đồ cuối cùng mà Kha phối cho video ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và theo dõi cái video phối đồ xàm nhất quả đất này của Kha. Tuy nhiên là đồ rất là đẹp đúng không? Các bạn hãy click link ở dưới description box để link tới Damu Shop. Ok, tất cả mọi người đều đang applause. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.